Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Vĩ, 38 tuổi, và Hàn Văn Thăng, 37 tuổi, để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, dù không được giao nhiệm vụ làm hồ sơ xe cơ giới cải tạo, nhưng Thăng và Vĩ đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô Nhật Minh để làm giả 73 bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới. Sau đó, hai người này sử dụng các tài liệu giả mạo chữ ký, con dấu đi làm thủ tục thẩm định thiết kế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, rồi đi làm thủ tục nghiệm thu tại Trung tâm Đăng kiểm 3608D và 3603D. Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh đủ chứng cứ cáo buộc Hàn Văn Thăng, Lê Đình Vĩ đã làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu như bản thuyết minh thiết kế xe cơ giới cải tạo, bản vẽ thiết kế xe cơ giới cải tạo, công văn đề nghị thẩm định, văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo, biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo.